Tôi xin kính chào các bác nhé. Trong hình ảnh tôi ghi hôm nay đó chính là cây Ngọc Lan, còn có cái tên vô cùng hay đó là Thiên Hạ Đệ Nhất Hương. Đây là cái dòng Ngọc Lan hoa trắng, là cây Ngọc Lan bản địa của Việt Nam. Thời gian ngắn vừa rồi tôi không xác định cụ thể đâu, nhưng mà đã có cây ngọc lan hoa vàng và được coi đó là xuất xứ từ Trung Quốc. Về hương thơm và cái kiểu hình thì nó cực kỳ giống nhau, từ thân lá đặc điểm sinh trưởng cho đến cái khuôn hoa thì giống nhau, nó chỉ khác nhau duy nhất đó là màu hoa. Thì đối với lại cây ngọc lan Việt Nam thì nó có màu trắng muốt, hương thơm êm dịu và cực kỳ quyến rũ. Thế còn cái ngọc lan của Trung Quốc á, thì nó có màu hoa vàng, vàng tương đối đậm ạ. Thì cái cây ngọc lan hoa vàng nó đang trên đường ship về với tôi. Tuy vậy thì tôi cũng rất là thích thú với cây này, cho nên là tôi quyết định là sẽ chia sẻ cho các bác biết cái cây mang tên Thiên Hạ Đệ Nhất Hương. Kính thưa các bác rằng là cái cây này thì tôi nghĩ rằng với những nhà vườn mà có không gian có vườn á, thì thực sự nó đáng sưu tầm trong cái thập đại danh hoa, đúng không ạ? Bởi vì thập đại danh hoa thì cây số 1 là cây Nhất Chi Mai, thì tôi chia sẻ rất nhiều với các bác rồi. Cây thứ hai là cây Lăng Ba Tiên Tử, chính là cây hoa Thủy Tiên. Thì cây này chỉ chơi dịp Tết thôi và nó không làm bonsai được, cho nên là tôi cũng không thể nào mà có cơ hội tôi chăm sóc nó được. Thế còn là cái cây thứ ba trong thập đại danh hoa đó là cây này, mang tên Thiên Hạ Đệ Nhất Hương. Và tôi quyết định là sẽ bổ sung vào cái bộ sưu tập cái cây hoa của mình bằng cái cây, thêm cái cây Thiên Hạ Đệ Nhất Hương này, đó là cây hoa ngọc lan. Thì ý tưởng của tôi là sẽ sưu tầm 5 trên 10 dòng hoa trong bộ thập đại danh hoa. Trong đó ý tưởng của tôi sưu tầm 5 dòng đó như sau. Thứ nhất là cây Nhất Chi Mai. Thứ hai là cây này, là cây Ngọc Lan, còn gọi là Thiên Hạ Đệ Nhất Hương. Thứ ba là cây Đỗ Quyền. Thứ tư là cây Trà Mi. Và thứ năm là cây Quốc Sắc Thiên Hương, là cây hoa mẫu đơn. Trong miền Nam thì gọi là cây bông trang đấy. Thì cây hoa mẫu đơn là cây đứng thứ 10 trong bộ thập đại danh hoa. Thế thì hiện nay là tôi cây này là cây cuối cùng trong bộ sưu tập của tôi. Thế còn cái cây mẫu đơn đó, thì tôi sẽ chia sẻ vào mùa hè. Bởi vì cái anh bạn mẫu đơn này là nó sinh trưởng phát triển cực khỏe, cho nên là tôi cũng chưa có chia sẻ, mà tôi mới chia sẻ những cây mà sinh trưởng phát triển mạnh vào mùa đông và mùa xuân thôi. Thì đây là cây ngọc lan. Cái hình thái cây ngọc lan nó có một cây rất giống với nó, đó là cây hoàng lan. Cây hoàng lan thì nó cũng có hương thơm tựa như cây ngọc lan, và nó có một tên khác đó là cây hoa công chúa. Tuy vậy thì hoa hoàng lan nó có màu vàng, và cái cánh hoa thì nó nhiều và nó thon dài hơn so với lại cây ngọc lan này. Cây ngọc lan này thì nó đều, qua cái đánh giá và tìm hiểu của tôi, thì nó đều có cái ý nghĩa làm cây cảnh rất là tốt. Nó chỉ có một cái nhược điểm, đó là lá nó rất to các bạn hãy coi này, cái lá nó cực kỳ to đấy, cho nên đây có lẽ cũng là một cái nhược điểm của nó để mà làm cây bonsai. Bởi vì cây bonsai thì một trong những cái tiêu chuẩn của nó là lá. Tiêu chuẩn bonsai này, trong cái tiêu chuẩn bonsai nó có câu là nhất dáng, tức là dáng vẻ của cây đấy, nhì da là màu sắc của da nó phải khổ phải già, thứ ba là bộ lá. Thì cái này chúng ta cũng phải hơi lưu ý một tí. Tuy vậy theo cái quan sát của tôi ấy, thì với cái dòng ngọc lan này ấy, thì cành cực dẻo các bác nhé. Các bác thấy đây, cành nó cực dẻo,
Cho nên dứt khoát là nó sẽ có cái sự uốn làm bonsai cực kỳ dễ dàng. Cái thứ hai nữa là nó được chiết bằng cái nhân giống bằng cách chiết các bạn. Đấy, chiết này, chiết là bầu rễ và ra cây. Thì tôi chắc chắn là cây này được xuất phát từ vùng đồng bằng, cho nên là nó mới có, hoặc có thể là ở Hưng Yên hoặc là có thể Nam Định thì nó mới có cái đất phù sa mịn như thế này. Đấy thì tôi chia sẻ các bạn này, nụ các bạn này. Đấy, cây ngọc lan này bắt đầu có nụ này và nó ra những cái nụ rất là rõ luôn các bạn. Đấy, đây tôi có thể mở qua nha. Đấy, nó cái bao nụ đã mở rồi. Và đây là các cái nụ của nó này. Và nó nói chung nó cũng là sai nụ các bạn nha, các bác có thể nhìn thấy đây này. Đấy, ví dụ như cái cành này đó là có hai nụ này. Đấy, cành tôi cầm tay này hai nụ này. Cành trên này một nụ này và những trên ngọn này nó có tới bốn cái nụ các bạn. Đấy. Rất là rõ. Thế còn cây bên này thì nụ nó bé hơn, bởi vì chắc là cái nó lựa chọn cây sinh trưởng phát triển nó kém hơn. Thế thì tôi xin hôm nay tôi xin chia sẻ với các bác đó là cây hoa thiên hạ đệ nhất hương, gọi là cây ngọc lan, và cái giá của nó là 150.000 các bác nhé. Một cây thì tôi có mua cái cây này cách nhà tôi là khoảng 20 cây số và mất 40.000 tiền ship. Thì như vậy tổng hai cây này là 340.000 là tôi được giao cây tận nhà. Thì xin thưa các bác rằng là nếu như các bác nào mà cùng có những cái nguyện vọng chơi cây cảnh với tôi, yêu thích cái kênh của tôi, thì mong rằng các bác cùng nhau chúng ta đồng hành, chúng ta chơi một cái cây mà nó vừa làm cây cảnh được, nó vừa thưởng thức hoa thơm, hoa đẹp được, và nó có cái sự sinh trưởng phát triển khỏe, cũng như là nó sẽ làm cái vườn cây bóng mát, cây sinh thái cảnh quan tuyệt vời cho gia đình nhà mình. Vậy nhé, tôi xin được cảm ơn các bác, mong rằng là các bác hãy ủng hộ cây hoa ngọc lan này, hãy dành tình cảm cho thiên hạ đệ nhất hương để mà chúng ta cùng nhau chia sẻ thưởng thức cái vẻ đẹp cũng như cái hương thơm, cái giá trị của cái cây rất là quý trong thập đại danh hoa. Vậy nhé, tôi xin được kính chào các bác và cảm ơn các bác đã xem video ạ.